Theo người dân địa phương, mảng cầu trồng ở Tây Ninh chất lượng tốt, cho nên đây có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Tại núi Bà Đen, khí hậu quanh năm ôn hòa, ban ngày nhiều nắng nhưng không quá gay gắt, đêm kéo dài và nhiệt độ thấp, tạo sự kích thích và thúc đẩy đa hoa. Thời gian qua thì giá mãng cầu liên tục tăng, giá hút khách khiến người trồng rất phấn khởi. Theo đó, mãng cầu núi Bà Đen loại hàng thường có giá là 50.000 tới 70.000 đồng một ký, còn loại trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp trái bự tròn dao động khoảng 120.000 đồng, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này đắt hơn cả loại khổng lồ giống Thái Lan. Nhiều tiểu thương mua bán trái cây tại chợ truyền thống thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng loại này ngày càng hút hàng do chất lượng được cải thiện. Nếu trước đây 6-7 trái mới được phí.